Nghe nhạc hay, hát karaoke hay với mức giá đầu tư là hơn 50 triệu đồng. Và đây là bộ dàn của anh Tuân, anh ở Thanh Oai đã đặt bên Zika chúng em. Và ngày hôm nay thì xin mời các anh em cùng Zika chúng em sẽ báo giá và báo luôn cái thông số kỹ thuật của từng sản phẩm một để các anh em cùng tham khảo nhé. Đầu tiên thì xin mời các em đến với đôi loa trước đi. Đây là mẫu loa full VA12 phiên bản Black, một màu đen huyền bí, huyền thoại, thì rất là lì lợm phải không? Đây, xin mời anh em cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mạnh mẽ của cặp loa. Cặp này thì có kích thước chiều cao là 60cm, sở hữu cho mình cái bát 30, gân bản tầm dầu và một chép kèn. Về cái diện mạo của nó nhìn mê không? Đẹp không ạ? Đấy, quay tổng thể cho anh em xem luôn. Đây là phiên bản limit, phiên bản giới hạn nên là sẽ có những cái dòng chữ dập nổi ở hai bên hông, hai bên vách loa, dòng chữ V-Word và những cái đường nét của nó làm rất là chi tiết. Trước là được bảo vệ một tấm mê căng bằng thép nguyên khối này. Đấy, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho con bát và con chép ở phía bên trên. Chính giữa là logo nhận diện thương hiệu V-Word. Thông số kỹ thuật thì nằm rất ở phía sau. Xin mời em cùng quan sát về phía sau. Chúng ta sẽ có một cái mẫu loa với cái công suất khai thác trung bình là 400W và maximum là 1200W. Chúng ta sẽ đánh được trở kháng 8 ohm. Con này độ nhạy 98 dB, độ nhạy rất lớn. Hai lỗ thông hơi, một tay sách. Nó mang cái tính chất chuyên nghiệp về dòng loa full nên là sẽ có tay sách này, có cả những cái ốc chờ để treo loa bắn sẵn vào giá trên tường, hay là chúng ta có thể để chân cặp chống loa phía dưới này, hoặc là để những cái bộ chân gỗ đẹp sang trọng như chúng em đang để đây. Đấy, cặp này hiện tại đang có giá bán là 25 triệu đồng cho mẫu loa full VA12 Black này. Và thiết bị thứ hai trong bộ dàn của anh Tuân thì chúng ta sẽ có thêm một loa siêu trầm T9i 2 bát cộng hưởng. 2 bát cộng hưởng thì nó sẽ có một bát giếng gầm. Đấy, một bát trên mặt. Đấy, hai bát này đều có đường kính 30 cho công suất trung bình là 250W và maximum là 500W. Có hai màu, màu đỏ cánh gián như em đang giới thiệu đây và màu đen. Màu đen thì là màu đen bóng piano. Chắc chắn em sẽ ghép cho anh Tuân là màu đen bóng rồi. Nhưng là đây đang ghép ở đây để cho anh Tuân thẩm âm trước đã. Khi đi lắp đặt sẽ đem màu đen bóng đi. Và bộ dàn máy của chúng ta ngày hôm nay rất là chuyên nghiệp với 4 thiết bị. Ở đây là sẽ là cái đúng cái tiêu chí của nhiều các bác và anh em là thích một bộ dàn nhiều thiết bị, nhất là anh em thích chơi hệ như là đầy rời vang số, ghép thêm luôn đơn tiếng cho nó hoành tráng và bộ mic không dây. Thì đây có cái đẩy 2 kênh GXS600 Pro sử dụng mạch class H, tiếng rất là trong và sáng tiếng, đi kèm với công suất max là 1000W nữa. Và con này giao diện mặt trước thì được đưa vào một cái màn hình, gọi là được trang bị một cái màn hình hiển thị thông tin chúng ta khi sử dụng như nguồn điện áp này, và mức độ volume này, và nhiệt độ này, và đánh ở chế độ nào này. Đấy, con này có cả công nghệ chống chập cháy, mạch bảo vệ rất tốt nên anh em yên tâm không bị lo bị cháy, bị chập đẩy cả. Rồi, công tắc bật tắt luôn, không nghe được tắt đi là xong. Màu đen. Và bản này đang hiện tại đang có giá bán là 8 triệu đồng. Đấy. Và phía bên trên là con vang số 8D. Con vang số 8D này là con vang số cấu hình cao nhất của hãng V-Word đang phân phối ra thị trường, và nó là một trong những cái nền tảng vang số tích hợp và đầu giải mã đi kèm. Và chúng ta có thể căn chỉnh được nhiều cái tính năng, nhiều chế độ khác nhau. Nói vang số thì nó là ông hoàng, ông vua của karaoke rồi. Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của từng chủ đầu tư một. Nên là chúng em rất là tự tin để ghép cái bộ dàn này với con vang số 8D. Echo Effect chuyên nghiệp, giá là 6 triệu đồng. Nâng tiếng NT12 Pro, giá có 2 triệu 2 thôi. Ghép vào tăng thêm hoành tráng, sự hoành tráng hầm hố, cũng là giúp cho bản nhạc tí ta thì tách hơn. Đây là theo yêu cầu nhé. Chúng đúng ra là dòng vang số thì không cần phải nâng nữa, nhưng đây theo yêu cầu của chủ đầu tư. Bộ mic không dây VK321, 4 dâu sóng khỏe. Còn mic này có giá 3 triệu đồng thôi, nhưng sử dụng rất thích nhé. Tiếng rất là trong, tiếng và hát thì hút mic, bắt mic. Đấy, bộ mic này. Rồi, ok. Em sẽ test một bản nhạc, một đoạn nhạc vàng nhẹ nhàng như thế này này. Sau thì test một bản nhạc DJ, xong test một bản karaoke nữa để gửi đến anh Tuân cũng như toàn thể các anh em để thẩm vấn cái bộ cấu hình combo này với tổng giá trị là 51.200.000 đồng. Đấy, con này là 2.2 triệu mà. Đấy, rồi anh em đeo tai phone vào, em tăng nhạc lên. Rồi, cảm ơn bên loa này lên nhá. Bát ở trên này.
trăm năm một con đi về. Và cái phần mà em test nhạc cũng như test karaoke trên cái bộ dàn với cặp loa full VA12 Black và phối ghép đầy đủ hành tráng như này, và anh Tuân và các anh em vừa nghe qua thì có những đánh giá gì không? Có phải là rất là tuyệt vời không? Từ những bản nhạc nhẹ nhàng tí đa đi cách cho đến những cái bản nhạc mạnh và hát karaoke. Và một điều rất quan trọng, một bộ dàn đem lại cái việc hát karaoke chuyên nghiệp, đó là cái khả năng trình diễn về phần effect và chống rú chống rít của con loa số 8D rất tuyệt vời. Em đứng cực kỳ gần đôi loa mà nói với loa full công suất rất lớn, cái test của nó cũng cực kỳ là này, nên là đứng cạnh loa hát mà không có tiếng xì xèo rú rít hay không có một tí vọng nào thừa dư thừa ở đây, thì cái này đã khẳng định được là chúng em đã hoàn toàn chinh phục con loa 8D và đem lại những trải nghiệm chuyên nghiệp để hát karaoke và nghe nhạc. Và em xin phép được khép lại video đấy nha. Xin gửi lời cảm ơn đến anh Tuân cũng như toàn thể các anh em đã yêu mến và ủng hộ Zika được nha. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo ạ.